Thưa quý vị, hôm nay Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu theo nghi thức cấp nhà nước đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa 12. Dự lễ truy điệu có Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Văn Thành luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí được tổ chức tin tưởng, đồng nghiệp yêu mến, kính trọng, là đảng viên cách mạng kiên trung, không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, luôn sống, lao động, cống hiến cho sự nghiệp chung. Trên cương vị Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành đã có nhiều đóng góp rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn với những quyết sách giúp thành phố vươn lên phát triển mạnh mẽ, năng động. Trên cương vị Phó Thủ tướng, đồng chí Lê Văn Thành đã tập trung chỉ đạo góp phần hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực được giao. Với bản lĩnh, tâm huyết, sự quyết tâm, tác phong lãnh đạo quyết liệt, sâu sát, thẳng thắn, luôn trăn trở nghiên cứu những cách làm sáng tạo, đồng chí Lê Văn Thành đã có những đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, xây dựng và phát triển đất nước, để lại nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý báu. 61 năm tuổi đời, 35 năm công tác, đồng chí Lê Văn Thành đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những cống hiến và thành tích xuất sắc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, danh hiệu và phần thưởng cao quý. Lễ an táng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được tổ chức vào sáng cùng ngày tại nghĩa trang xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ban lễ tang và gia đình đồng chí Lê Văn Thành trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các cơ quan, ban, bộ ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân, đại sứ một số nước và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, bà con quê hương, xóm giềng, họ hàng, bạn bè gần xa đã gửi thư, điện chia buồn, đưa tin, gửi vòng hoa đến viếng, dự lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Lê Văn Thành về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong tổ chức lễ tang có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ.